Chào các em, cô xin được giới thiệu, cô là Đào Thị Nhung, giáo viên trường Trung học cơ sở Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên. Hôm nay, cô rất vui được cùng các em đi tìm hiểu bài công thức nghiệm của phương trình bậc 2. Bây giờ, các em hãy mở sách vở để chúng ta bắt đầu bài học. Với mô hình trường học mới, các em hãy mở sách hướng dẫn trang 40. Với chương trình hiện hành, các em hãy mở sách giáo khoa trang 43. Các em thân mến, ở bài học hôm trước, chúng ta đã được biết thế nào là phương trình bậc 2 một ẩn và vận dụng một số phương pháp giải phương trình ở lớp 8. Chúng ta đã đi giải một số phương trình bậc 2 theo hai cách. Cách 1, đưa phương trình về phương trình tích. Cách 2, đưa phương trình về phương trình có vế trái là bình phương của một biểu thức, còn vế phải là một hằng số. Vậy, ngoài hai cách trên, còn có cách nào nhanh hơn, tổng quát hơn để giải phương trình bậc 2 không? Cô trò mình cùng đi tìm hiểu bài hôm nay. Công thức nghiệm của phương trình bậc 2. Các em vào phần 1 nhỏ. Công thức nghiệm. Chúng ta cùng đi biến đổi phương trình tổng quát AX bình cộng BX cộng C bằng 0 với A khác 0 thành phương trình có vế trái là bình phương của một biểu thức còn vế phải là một hằng số theo các bước như sau. Bước 1. Chuyển hạng tử tự do sang vế phải. Cô được phương trình AX bình cộng BX bằng trừ C. C ở vế trái, chúng ta chuyển sang vế phải đổi dấu thành trừ C. Bước 2, chia cả hai vế của phương trình cho hệ số A vì hệ số A khác 0, ta được phương trình X bình cộng B trên AX bằng trừ C trên A. Bước 3, tách hạng tử B trên AX thành 2 nhân x nhân b trên 2a và thêm vào hai vế cùng một biểu thức để đưa vế trái thành một bình phương như sau. Các em quan sát hạng tử b trên ax, chúng ta tách thành hai lần tích của biểu thức thứ nhất là x nhân với biểu thức thứ hai chính là b trên 2a. Do đó, ta phải cộng vào hai vế với bình phương biểu thức thứ hai chính là b trên 2a tất cả bình phương. Vế trái bây giờ trở thành hằng đẳng thức đáng nhớ bình phương của một tổng. X cộng B trên 2A tất cả bình phương. Còn vế phải thực hiện phép tính ta được B bình phương trừ 4AC trên 4A bình phương. Đến đây, ta đặt biểu thức B bình phương trừ 4AC bằng một chữ cái Hy Lạp gọi là delta. Ký hiệu delta bằng B bình phương trừ 4AC đọc là delta. Và gọi là biệt thức của phương trình. Bây giờ ta sẽ thay delta vào phương trình. Ta sẽ có phương trình X cộng B trên 2A tất cả bình phương bằng delta trên 4A bình phương. Cô gọi phương trình này là phương trình số 2. Như vậy, chúng ta đã biến đổi phương trình 1 trở thành phương trình số 2. Muốn giải phương trình 1 thì chúng ta đi giải phương trình số 2. Các em quan sát phương trình số 2. Có vế trái là bình phương của một biểu thức luôn không âm, vế phải 4A bình luôn dương. Do đó, nghiệm của phương trình sẽ phụ thuộc vào biệt thức delta. Mà biệt thức delta ở đây thì sẽ xảy ra một trong ba trường hợp. Delta lớn hơn 0, delta bằng 0 và delta nhỏ hơn 0. Bây giờ, chúng ta hãy đi xét delta trong ba trường hợp này bằng cách điền vào dấu ba chấm sau để tìm nghiệm của phương trình. Trường hợp thứ nhất, nếu delta lớn hơn 0, các em quan sát phương trình số 2, delta lớn hơn 0, 4A bình lớn hơn 0, suy ra vế phải của chúng ta sẽ lớn hơn 0. Vế phải chúng ta có thể viết thành căn bậc 2 của delta trên 4A bình phương, tất cả bình phương. Áp dụng công thức A bình phương bằng B bình phương, suy ra A bằng cộng trừ B, ta sẽ có x cộng B trên 2A bằng cộng trừ căn delta trên 2A. Chuyển B trên 2A từ vế trái sang vế phải, ta được hai giá trị của x. Do đó, phương trình 1 có hai nghiệm. X1 bằng trừ B cộng căn delta trên 2A. X2 bằng trừ B trừ căn delta trên 2A. Trường hợp thứ hai, nếu delta bằng 0, các em quan sát phương trình số 2. Delta bằng 0, 4A bình lớn hơn 0.
Suy ra vế phải sẽ bằng 0. X cộng b trên 2a tất cả bình phương bằng 0. Suy ra x cộng b trên 2a sẽ bằng 0. Do đó, phương trình 1 có nghiệm kép hay còn gọi là hai nghiệm trùng nhau. X1 bằng x2 bằng trừ b trên 2a. Trường hợp cuối cùng, nếu delta nhỏ hơn 0, các em quan sát phương trình số 2, delta nhỏ hơn 0, 4a bình lớn 0, suy ra vế phải của chúng ta nhỏ hơn 0, mà vế trái thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Do đó, phương trình vô nghiệm. Vừa rồi, cô trò mình đã đi biến đổi phương trình bậc 2 tổng quát. Từ cách biến đổi này, chúng ta rút ra kết luận về công thức nghiệm của phương trình bậc 2 như sau. Đối với phương trình AX bình cộng BX cộng C bằng 0 với A khác 0 và biệt thức delta bằng B bình phương trừ 4AC. Nếu delta lớn 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Công thức nghiệm sẽ là x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a, x2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Trường hợp thứ hai, nếu delta bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép x1 bằng x2 bằng trừ b trên 2a. Trường hợp cuối cùng, nếu delta nhỏ hơn 0 thì phương trình vô nghiệm. Đây chính là công thức nghiệm của phương trình bậc 2 mà các em cần phải nhớ cho cô. Vậy để giải phương trình bậc 2 bằng công thức nghiệm thì theo các em, chúng ta sẽ phải làm theo mấy bước, là những bước nào? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy quan sát lên công thức nghiệm. Để tìm được nghiệm của phương trình thì chúng ta phải tính được delta. Mà muốn tính được delta thì chúng ta phải xác định được các hệ số A, B, C. Do đó, để giải phương trình bậc 2 bằng công thức nghiệm, chúng ta thực hiện theo 3 bước như sau. Bước 1. Xác định các hệ số A, B, C. Bước 2. Tính delta bằng B bình phương trừ AC rồi so sánh kết quả với 0. Bước 3. Kết luận nghiệm của phương trình. Bây giờ, vận dụng công thức nghiệm và các bước giải phương trình bằng công thức nghiệm, chúng ta đi làm một ví dụ. Chúng ta chuyển sang phần 2, áp dụng. Chúng ta làm ví dụ sau. Giải phương trình 4x bình cộng 5x trừ 1 bằng 0. Để giải phương trình này thì chúng ta thực hiện theo 3 bước vừa học. Bước 1, các em hãy xác định cho cô hệ số A, B, C. Các em quan sát phương trình. Chắc chắn các em đã có câu trả lời. A ở đây bằng 4, B bằng 5 và C bằng trừ 1. Bước 2, ta đi tính biệt thức delta rồi so sánh với số 0. Delta ở đây bằng B bình phương trừ 4AC. Thay số ta có 5 bình phương trừ 4 nhân 4 nhân trừ 1. Kết quả chúng ta thực hiện phép tính bằng 41 lớn hơn 0. Bước 3, kết luận nghiệm của phương trình. Do delta lớn 0, lên phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a và thay số ta có trừ 5 cộng căn 41 trên 2 nhân 4 bằng trừ 5 cộng căn 41 trên 8. X2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a bằng trừ 5 trừ căn 41 trên 2 nhân 4 bằng trừ 5 trừ căn 41 trên 8. Các em hãy quan sát cho cô cái phương trình 4x bình cộng 5x trừ 1 bằng 0. Các em có nhận xét gì về dấu của hệ số A và C? Ở đây ta thấy A bằng 4, C bằng trừ 1. A và C ở đây là hai số trái dấu. Phương trình ở đây có hai nghiệm phân biệt. Vấn đề đặt ra ở đây là với phương trình tổng quát, nếu có A và C trái dấu thì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt không? Chúng ta cùng đi quan sát cái phương trình tổng quát AX bình cộng B cộng C bằng 0, A khác 0, có A và C trái dấu để đi trả lời câu hỏi vừa rồi. Trường hợp A và C trái dấu
thì ta sẽ suy ra tích AC nhỏ hơn 0. Tích AC nhỏ hơn 0 mà lại nhân với trừ 4 thì sẽ lớn hơn 0. Mà delta thì bằng B bình phương trừ 4AC, tức là bằng B bình phương cộng với trừ 4AC. B bình phương luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0, trừ 4AC lớn hơn bằng 0, suy ra tổng này sẽ lớn hơn 0, tức là delta của chúng ta lớn hơn 0. Từ đó ta suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt. Qua đây, chúng ta rút ra cho cô chú ý, ba nhỏ chú ý. Nếu phương trình AX bình cộng B cộng C bằng 0 với A khác 0, có A và C trái dấu, hay nói cách khác là tích AC nhỏ hơn 0, thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Trên đây là toàn bộ nội dung lý thuyết của bài học hôm nay. Các em cần nhớ cho cô ba nội dung. Nội dung thứ nhất đó là công thức nghiệm. Nội dung thứ hai là các bước giải phương trình bậc 2 bằng công thức nghiệm. Nội dung thứ ba là chú ý. Bây giờ chúng ta hãy vận dụng toàn bộ nội dung kiến thức lý thuyết này để cô trò mình cùng vào phần 4 luyện tập. Bốn nhỏ luyện tập. Cô trò mình cùng thực hiện bài tập số 1. Bài tập số 1. Áp dụng công thức nghiệm để giải các phương trình. Các em quan sát phương trình thứ nhất. Phương trình 5x bình trừ x cộng 2 bằng 0. Bước 1 các em phải làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ xác định hệ số ABC. Ta sẽ có A bằng 5, B bằng trừ 1, C bằng 2. Các em tiếp tục thực hiện cho cô bước thứ 2. Chúng ta sử dụng công thức delta bằng B bình phương trừ 4AC. Ta thay số vào, ta sẽ được delta bằng trừ 1 tất cả bình phương trừ 4 nhân 5 nhân 2. Các em chú ý cho cô ở đây, B bình phương mà B ở đây bằng trừ 1, tức là phải bằng trừ 1 tất cả bình phương. Các em chú ý cho cô, chỗ này chúng ta phải có đóng bằng ngoặc. Chúng ta thực hiện phép tính được kết quả là 1 trừ 40, kết quả bằng trừ 39, trừ 39 nhỏ hơn 0. Vì delta nhỏ hơn 0 nên ta kết luận phương trình vô nghiệm. Chúng ta tiếp tục thực hiện câu B. Phương trình 4y bình phương trừ 4y cộng 1 bằng 0. Các em hãy thực hiện cho cô bước 1. Các em đã có câu trả lời chưa? Bước 1 chúng ta xác định hệ số ABC. A ở đây bằng 4, C bằng trừ 4 và C bằng 1. Dễ dàng chúng ta xác định được dựa vào phương trình. Bước 2, chúng ta tính biệt thức delta bằng B bình phương trừ 4AC. Chúng ta thay B ở đây bằng trừ 4. B bình phương tức là trừ 4 tất cả bình phương. Trừ 4 nhân A là 4 và nhân C là 1. Kết quả chúng ta dễ dàng tính được bằng 0. Do delta bằng 0 nên phương trình có nghiệm kép. Y1 bằng Y2 bằng trừ B trên 2A. Ở đây ta thấy B bằng trừ 4, trừ B tức là trừ đi trừ 4 và kết quả bằng 4. 2 x 4 bằng 8, kết quả ở đây bằng 4 phần 8 và ta rút gọn bằng 1 phần 2. Phương trình C. Phương trình trừ 3Z bình cộng Z cộng 5 bằng 0. Chúng ta cũng thực hiện theo 3 bước như câu A và câu B. Bước 1 ta xác định được A bằng trừ 3, B bằng 1 và C bằng 5. Bước 2 ta tính biệt thức delta bằng B bình phương trừ 4AC. Thay số ta sẽ có delta bằng 1 bình phương trừ 4 nhân trừ 3 nhân 5. Kết quả bằng 61, 61 là số lớn hơn 0. Vì delta lớn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Sử dụng công thức nghiệm ta có Z1 bằng trừ B cộng căn delta trên 2A.
và thay số ta có b ở đây bằng 1 trừ b tức là trừ 1 cộng căn delta là căn bậc 2 của 61 trên 2 nhân a là nhân với âm 3. Kết quả bằng 1 trừ căn 61 trên 6. Ở đây ta đã đổi dấu đồng thời cả tử và mẫu để được kết quả như thế nào? Z2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a bằng trừ 1 trừ căn 61 trên 2 nhân với a là trừ 3. Và đổi dấu đồng thời cả tử và mẫu ta cũng được kết quả là 1 cộng căn 61 trên 6. Vậy qua bài tập số 1 chúng ta đã áp dụng công thức nghiệm để giải các phương trình. Chúng ta tiếp tục đi chuyển sang bài tập số 2, một dạng bài khác. Bài tập số 2 như sau. Các khẳng định sau đúng hay sai? Các em quan sát, cô có 7 khẳng định. Bây giờ chúng ta hãy quan sát từng khẳng định một và cho biết mỗi khẳng định này đúng hay sai. Khẳng định thứ nhất, phương trình 1 phần 3 x bình trừ 1 phần 2 x cộng 2 bằng 0 tương đương với phương trình 2 x bình trừ 3 x cộng 12 bằng 0. Ở đây các em quan sát hai phương trình này. Phương trình thứ nhất có hệ số là các phân số, còn phương trình thứ hai có hệ số là các số nguyên. Như vậy, ta nghĩ ngay đến việc phương trình 1 ta phải đi khử mẫu bằng cách nhân cả hai vế với bội chung nhỏ nhất của 3 và 2 chính là 6. Ta nhân cả hai vế của phương trình 1 với 6 ta sẽ được 1 phần 3 x bình nhân 6 chính là 2 x bình, trừ 1 phần 2 x nhân 6 là trừ 3 x. Và 6 nhân 2 thì bằng 12, 6 nhân 0 ở bên vế phải bằng 0. Như vậy, khẳng định này của chúng ta là đúng. Các em thấy hai phương trình trên tương đương với nhau, nhưng nhìn phương trình số 2, toàn bộ hệ số là các số nguyên. Nhìn trông sẽ đơn giản hơn phương trình số 1. Do đó, để giải phương trình bậc 2 có hệ số là các phân số, thì các em nên đưa về phương trình có hệ số là các số nguyên để việc giải được dễ dàng hơn. Chúng ta tiếp tục quan sát khẳng định số 2. Phương trình 1,7 x bình trừ 1,2x trừ 2,1 bằng 0 tương đương với phương trình 17x bình trừ 12x trừ 21 bằng 0. Các em thấy phương trình thứ nhất có hệ số là các số thập phân. Do đó, ta phải nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất với 10 thì ta sẽ được phương trình số 2. Do đó, khẳng định này của chúng ta là đúng. Ở khẳng định số 2, chúng ta cũng thấy hai phương trình này tương đương, nhưng phương trình số 2 có hệ số là các số nguyên. Việc giải phương trình này sẽ dễ dàng hơn việc giải phương trình thứ nhất. Do vậy, khi giải phương trình có hệ số là các số thập phân, các em nên đưa về phương trình có hệ số là các số nguyên để việc giải của chúng ta được thuận tiện. Chúng ta quan sát tiếp phương trình số 3. Phương trình 5x bình trừ 2x trừ 1 bằng 0 có delta bằng trừ 2 bình trừ 4 nhân 5 nhân trừ 1. Các em đã có câu trả lời ở khẳng định này chưa? Cô tin là nhiều bạn chúng ta đã có câu trả lời. Ở đây các em thấy delta bằng b bình phương, mà b ở đây thì bằng trừ 2. B bình phương tức là phải bằng trừ 2 tất cả bình phương. Ở đây chúng ta thiếu đóng mở ngoặc. Do đó, khẳng định số 3 này của chúng ta là sai. Khi làm bài tập, rất nhiều bạn chúng ta hay mắc sai lầm như ở khẳng định số 3. Do đó, khi làm bài tập, các em phải chú ý cho cô ở chỗ này. Chúng ta tiếp tục sang khẳng định thứ 4. Phương trình 6x bình trừ 2x bằng 0 có delta bằng trừ 2 tất cả bình trừ 4 nhân 6 nhân 0 bằng 4. Khẳng định này đúng hay sai đây? Các em thấy phương trình 6x bình trừ 2x bằng 0 là phương trình khuyết hệ số C. Ta có delta bằng B bình phương tức là bằng trừ 2 tất cả bình phương trừ 4 nhân A là 6 và khuyết C tức là C bằng 0. Kết quả bằng 4. Đây là khẳng định đúng.
Các em thấy ở khẳng định số 4, phương trình 6x bình chia 2x bằng 0, đó là phương trình khuyết hệ số C. Khi giải phương trình khuyết hệ số C, chúng ta có thể sử dụng công thức nghiệm để giải hoặc có thể đưa về phương trình tích như bài học hôm trước chúng ta đã làm. Chúng ta tiếp tục đi quan sát khẳng định số 5. Phương trình AX bình cộng BX cộng C bằng 0, A khác 0, có nghiệm khi và chỉ khi delta lớn 0. Chúng ta vừa học xong, phương trình bậc 2 AX bình cộng BX cộng C bằng 0 còn có nghiệm khi delta bằng 0. Do đó, ta nhìn thấy ngay, khẳng định này là sai. Chúng ta tiếp tục quan sát cho cô khẳng định số 6. Phương trình 2x bình trừ mở ngoặc 1 trừ 2 căn 2 đóng ngoặc nhân x trừ căn 2 bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Các em hãy quan sát hệ số A và C ở đây cho cô. Ta thấy hệ số A ở đây bằng 2, hệ số C bằng trừ căn 2, tức là A và C trái dấu. A và C trái dấu thì chúng ta vừa học chú ý xong, chúng ta có thể suy ra ngay phương trình này có hai nghiệm phân biệt. Do đó khẳng định này của chúng ta là đúng. Chúng ta quan sát tiếp khẳng định số 7. Phương trình x bình trừ 6x cộng 5 bằng 0 có A nhân C bằng 1 nhân 5 bằng 5 lớn hơn 0. Nên phương trình không có hai nghiệm phân biệt. Các em thử suy nghĩ ở câu này xem. Các em có câu trả lời chưa? Các em quan sát cho cô ở khẳng định số 7. A ở đây bằng 1, C bằng 5. Kết quả bằng 5 lớn 0. Tức là A và C ở đây cùng dấu. Mà A và C cùng dấu thì ta chưa thể kết luận được là phương trình có bao nhiêu nghiệm. Để xác định được số nghiệm của phương trình thì ta phải đi tính biệt thức delta. Biệt thức delta ở đây bằng B bình phương trừ 4AC, tức là bằng trừ 6 tất cả bình phương trừ 4 nhân 1 nhân 5. Và kết quả sẽ bằng 16. Delta bằng 16 rõ ràng lớn hơn 0. Do đó phương trình này có hai nghiệm phân biệt. Từ đó ta suy ra khẳng định 7 là sai. Qua khẳng định 6 và khẳng định 7, các em phải nhớ cho cô. Nếu phương trình bậc 2 có A và C trái dấu thì phương trình chắc chắn có hai nghiệm phân biệt. Nhưng nếu A và C cùng dấu thì phương trình vẫn có thể có hai nghiệm phân biệt. Toàn bộ bài tập số 2 chính là một số nội dung mà cô muốn chú ý cho các em khi giải về phương trình bậc 2. Chúng ta tiếp tục chuyển sang một dạng bài khác, bài tập số 3. Bài 3, cho phương trình x bình cộng 2x cộng m trừ 1 bằng 0, cô gọi là phương trình số 1. M là tham số. Tìm các giá trị của m để phương trình 1. Trường hợp thứ nhất vô nghiệm, trường hợp thứ hai có nghiệm kép và trường hợp thứ ba có hai nghiệm phân biệt. Các em đã rõ đề bài chưa? Các em thấy ở đề bài này đây chính là phương trình có chứa tham số. Vậy phương trình có chứa tham số, các em thử quan sát xem phương trình 1 tham số có ở hệ số A không? Ở đây ta thấy tham số không có hệ số A. Hệ số A ở đây bằng 1, khác 0. Do đó phương trình này là phương trình bậc 2. Mà để xác định số nghiệm của phương trình bậc 2 thì chúng ta phải đi tính delta. Do đó trước hết chúng ta phải đi tính delta ở bài này. Rồi ta xét từng trường hợp. Các em có thể tham khảo bài tập ở trên cho cô. Ở đây phương trình x bình cộng 2x cộng m trừ 1 bằng 0. Để tính delta thì trước hết các em cũng phải xác định hệ số A, B, C. Ở đây ta thấy A ở đây bằng 1, B bằng 2 và C bằng m trừ 1. Tiếp theo ta sẽ tính biệt thức delta. Delta bằng B bình phương trừ 4AC và ta thay vào B bình phương tức là 2 bình phương trừ 4AC tức là 4 nhân 1 nhân với mở ngoặc m trừ 1 đóng ngoặc. Kết quả bằng 4 trừ 4 nhân mở ngoặc m trừ 1 đóng ngoặc bằng 8 trừ 4m. Bây giờ ta mới xét yêu cầu của đề bài từng trường hợp. Trường hợp A, phương trình vô nghiệm khi delta nhỏ hơn 0. M
Mà delta ở đây ta tính được bằng 8 trừ 4m. Tức là 8 trừ 4m của chúng ta nhỏ hơn không? Tương đương với 4m lớn 8. Chỗ này chúng ta chú ý cho cô, chúng ta giải bất phương trình 8 trừ 4m nhỏ hơn không tương đương với trừ 4m nhỏ hơn trừ 8. Chia cả hai vế cho trừ 1 thì ta phải đổi chiều của bất phương trình. Sẽ được phương trình là 4m lớn hơn 8. Tương đương với m lớn hơn 2. Vậy m lớn hơn 2 thì phương trình vô nghiệm. Câu B, phương trình có nghiệm kép khi delta bằng 0. Hay 8 trừ 4m bằng 0. Giải phương trình ta có 4m bằng 8 tương đương với m bằng 2. Vậy m bằng 2 thì phương trình có nghiệm kép. Câu C, để phương trình có hai nghiệm phân biệt khi delta lớn hơn 0 hay 8 trừ 4m lớn hơn 0 tương đương với 4m nhỏ hơn 8 và tương đương với m nhỏ hơn 2. Vậy m nhỏ hơn 2 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Ở bài tập số 3 này, chúng ta chú ý cho cô ở câu C. Có một bạn học sinh làm theo cách khác như sau. Các em thử xem bạn làm như thế là đúng hay sai nhé. Bạn ấy lập luận. Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì A và C phải trái dấu, tức là tích AC nhỏ hơn 0. Sau đó bạn thay A bằng 1 và C bằng M trừ 1. Bạn cho tích này nhỏ hơn 0 và giải phương trình suy ra M nhỏ hơn 1. Theo các em, bạn làm như thế đúng hay sai? Các em đã có câu trả lời chưa? Bạn làm như vậy là hoàn toàn sai các em ạ. Vì chúng ta đã biết tích AC lớn hơn 0 thì phương trình vẫn có thể có hai nghiệm phân biệt như ở khẳng định 7 mà chúng ta vừa làm ở bài tập số 3. Chúng ta tiếp tục chuyển sang một dạng bài nữa, dạng bài số 4. Bài 4. Cho phương trình x bình cộng mở ngoặc m trừ 1 nhân x trừ m bằng 0, cô gọi là phương trình 1. Với m là tham số. Câu A, giải phương trình 1 khi m bằng căn 2. Câu B, chứng minh rằng phương trình 1 luôn có nghiệm với mọi giá trị của m. Để giải phương trình khi m bằng căn 2 thì chúng ta cũng đã làm nhiều các cái dạng bài tương tự như thế này rồi. Ở đây chúng ta sẽ thay m bằng căn 2 vào phương trình. Thay m bằng căn 2 ta được phương trình x bình cộng mở ngoặc căn 2 trừ 1 nhân x trừ căn 2 bằng 0. Đây là phương trình bậc 2 mà chúng ta vừa học công thức nghiệm. Vậy chúng ta cũng giải theo công thức nghiệm vừa học. Chúng ta xác định delta ở đây bằng b bình phương, tức là căn 2 trừ 1 tất cả bình phương trừ 4 nhân a là 1 và nhân với c là trừ căn 2. Thực hiện phép tính ta được kết quả bằng 2 cộng 2 căn 2 cộng 1. Đây chính là hằng đẳng thức đáng nhớ, bình phương của một tổng. Và ta đã biết là căn 2 cộng 1 tất cả bình phương thì lớn hơn 0. Ở đây cô tính ngay căn bậc 2 của delta để việc tính nghiệm được dễ dàng. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a. Thay số bằng trừ mở ngoặc căn 2 trừ 1 đóng ngoặc cộng mở ngoặc căn 2 cộng 1 đóng ngoặc trên 2. Chúng ta thực hiện phép tính bằng 1. X2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Chúng ta thay số vào và thực hiện phép tính phá ngoặc, đằng trước có dấu trừ. Ta cũng được kết quả bằng trừ căn 2. Thế còn câu B chúng ta phải làm như thế nào đây? Chứng minh rằng phương trình 1 luôn có nghiệm với mọi giá trị của m. Ở đây các em thấy phương trình này có chứa tham số là m. Trước hết các em phải quan sát xem tham số này có hệ số A không. Thì ta thấy tham số này không có hệ số A. Hệ số A ở đây bằng 1, khác không. Đây chính là phương trình bậc 2. Vậy để chứng minh phương trình bậc 2 luôn có nghiệm thì chúng ta phải chứng minh được delta lớn hơn bằng 0. Sau đó chúng ta cũng phải đi tính delta. Ở đây ta có delta bằng b bình phương trừ 4ac. Ta thay vào. B ở đây chính là m trừ 1 tất cả bình phương trừ 4 nhân 1 nhân với trừ m.
thực hiện bình phương của một hiệu và thực hiện phép tính nhân, ta sẽ được kết quả là m bình phương cộng 2m cộng 1. Mà m bình phương cộng 2m cộng 1 chính là hằng thức đáng nhớ, bình phương của một tổng. Bình phương của một tổng này thì luôn luôn lớn hơn bằng 0 với mọi giá trị của m. Vậy do đó, delta lớn hơn bằng 0 với mọi giá trị của m. Và ta kết luận, phương trình đã cho luôn có nghiệm với mọi giá trị của m. Vậy qua bài học hôm nay, các em cần phải nhớ cho cô một số nội dung kiến thức trọng tâm. Thứ nhất đó là công thức nghiệm của phương trình bậc 2. Thứ hai là các bước giải phương trình bậc 2 theo công thức nghiệm. Bước 1, các em hãy xác định các hệ số A, B, C. Bước 2, tính delta bằng B bình phương trừ 4AC. Bước 3, kết luận nghiệm của phương trình. Nếu delta nhỏ hơn 0, thì ta kết luận phương trình vô nghiệm. Delta bằng 0, phương trình có nghiệm kép. X1 bằng X2 bằng trừ B trên 2A. Delta lớn hơn 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ B cộng căn delta trên 2A. X2 bằng trừ B trừ căn delta trên 2A. Sau bài học này, các em ở nhà học thuộc cho cô công thức nghiệm, các bước giải phương trình bậc 2 bằng công thức nghiệm. Và chú ý, với mô hình trọng mới, các em hãy làm cho cô bài tập 1-2 trang 42 mục C và bài 1-2-3 trang 44 mục E sách hướng dẫn học. Với chương trình hiện hành, các em làm cho cô bài 15-16 trang 45 sách giáo khoa và bài 24-25-26 sách bài tập. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em mạnh khỏe, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID và nhớ ở nhà học bài và làm bài đầy đủ. Thân ái, chào tạm biệt các em.